Chào mừng các bạn khán giả đến với tìm việc 365.vn. Mình là Nam Anh. Các bạn khán giả thân mến, với những ai đã từng trải qua một giai đoạn tuổi thơ dữ dội, đặc biệt là ở cấp 2 thì chắc chắn là không thể không biết đến Euclid, đúng không ạ? Ông là người đã đặt nền móng cho sự phát triển của toán học hiện đại với những tác phẩm về toán học của mình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chân dung của nhà toán học lỗi lạc này nhé. Ngày nay thì chúng ta không còn nhiều tài liệu nói về Euclid. Một vài những nguồn tài liệu tham khảo cho biết rằng Euclid sinh ra tại Athens, thủ đô của Hy Lạp vào những năm 300 trước Công nguyên. Ông làm việc tại Alexandria, một trong những trung tâm văn hóa khoa học lớn thời bấy giờ bên bờ Địa Trung Hải, theo lời mời của cô Ptolemaios. Một giai thoại thú vị về Euclid được người đời sau lưu giữ, đó là câu chuyện về cuộc đối thoại giữa ông và vua Ptolemaios. Tương truyền, khi nhà vua hỏi Euclid về việc liệu có con đường toán học nào ngắn hơn những lý thuyết trong bộ sách của ông hay không, Euclid đã không ngần ngại đáp rằng: "Thưa bệ hạ, trong hình học không có con đường dành riêng cho vua chúa." Câu nói này của ông vẫn còn được lưu truyền cho đến ngày nay. Có thể nói Euclid là người đặt nền móng cho sự phát triển của toán học cũng như là logic học hiện đại. Những tác phẩm của ông được xem như là sách giáo khoa toán của nhân loại trong suốt hơn 2.000 năm qua. Nếu như hình học được biết đến bởi Thales hay Pythagore, thì Euclid là người có công trong việc sắp xếp và hệ thống lại những kiến thức đó một cách khoa học cũng như là quy củ. Đã từng có một thời gian dài, khi nhắc đến hình học thì người ta nghĩ ngay đến Euclid và ngược lại. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bộ sách cơ sở, một trong những bộ sách về hình học nổi tiếng của Euclid. Bộ sách cơ sở là thành quả của Euclid sau quá trình dày công nghiên cứu của ông. Bộ sách gồm 13 quyển, nói về các tiên đề, định lý và định nghĩa. Bộ sách không chỉ đề cập đến toán học mà còn bao gồm rất nhiều những định đề, góp phần quan trọng đối với logic học hiện đại. Mặc dù trước ông đã có rất nhiều những nhà toán học phát hiện ra những định đề này, thế nhưng Euclid là người đã có hệ thống những định đề đó trong một hệ thống lập luận logic nhất quán. Lúc đầu thì có 5 định đề và 3 định đề đầu tiên là về dựng hình. Định đề thứ 4 khẳng định sự bằng nhau của tất cả các vuông. Định đề thứ 5 từ đó, Euclid xây dựng toàn bộ lý thuyết về các đường song song. Đối với những ai đã từng trải qua một thời cấp 2 sóng gió, chắc hẳn không quên mình đã được học về tiên đề Euclid như thế nào. Tiên đề Euclid khi đó nói rằng có 2 điểm phân biệt xác định một và chỉ một đường thẳng duy nhất, hay nếu qua 3 điểm phân biệt xác định được một đường thẳng thì chúng thẳng hàng với nhau. Điều này có thể áp dụng ngay trong thực tế với một ví dụ rất đơn giản là khi chúng ta đứng xếp hàng để chờ đợi một điều gì đó, khi dòng người cho ta hình ảnh của một đường thẳng, còn mỗi người tương đương với một điểm trên đường thẳng này. Bộ sách cơ sở có thể được coi như là kinh thánh của toán học, và trên thực tế, bộ sách này cũng chỉ xếp sau kinh thánh nếu tính đến số lần xuất bản. Gần 100 năm sau khi ra đời thì Archimedes và Apollonius đã đưa bộ sách cơ sở của Euclid tới một trình độ mà không một tác giả nào có thể vượt qua được trong thế kỷ 17. Và đến thế kỷ 19 thì bộ sách đã được công nhận trong giảng dạy toán học sơ cấp. Cơ sở bao gồm 13 quyển, tức 13 chương, với tổng cộng là 465 mệnh đề. Quyển 1 bắt đầu bằng những định nghĩa sơ bộ cần thiết, các định đề postulates và tiên đề axiom. Các định đề và tiên đề là những thứ phải được công nhận khi chúng ta đi ngược từ một mệnh đề về những mệnh đề mà từ đó sẽ suy ra mệnh đề ấy. Và quá trình đi ngược lại này đến một lúc nào đó sẽ phải dừng lại. Những mệnh đề là những khái niệm thông thường, common notion, được gọi là tiên đề, những chân lý tự nó là hiển nhiên. Theo quan điểm của tác giả Đặng Mộng Luân trên tạp chí Xưa và Nay số ra tháng 4 năm 2007, ông cho rằng Elements là một trong những tác phẩm kỳ diệu về hình học, một mặt dựa vào cấu trúc logic gọn gàng và chặt chẽ của nó. Ông cũng cho rằng rất khó để có người nào đó tìm ra được một cấu trúc khác thay thế cho hệ thống của Euclid. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số tiên đề logic của Euclid để xem chúng có giá trị thực tiễn như thế nào nhé. Định đề đầu tiên trong quyển 1 của bộ sách cơ sở nói rằng nếu hai cái cũng bằng cái thứ ba thì chúng bằng nhau. Điều này tưởng chừng như đơn giản, nhưng chính cái đơn giản đó lại là nền móng cho mọi tư duy suy luận logic của chúng ta, đặc biệt là có giá trị to lớn đối với logic học hiện đại. Bài viết này sẽ không phân tích cụ thể cho bạn từng tiên đề của Euclid đưa ra có ý nghĩa như thế nào, mà bài viết này sẽ chỉ là cho bạn những giá trị mang lại của tiên đề Euclid mà thôi. Có thể nhiều người sau khi đọc xong những mệnh đề đó sẽ nói rằng mấy thứ đơn giản như thế này thì tôi cũng nghĩ ra được, chứ cần gì đến Euclid. Đúng là những mệnh đề logic đó mới đọc lên thì ai cũng thấy dễ hiểu, thế nhưng đó là bạn đang áp dụng với tư cách là một người sử dụng, bắt chước lại những gì được dạy. Theo thang đo cấp độ nhận thức Bloom, khả năng tư duy nhận thức của con người được chia ra 6 cấp là nhớ, hiểu,
vận dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo. Chúng ta, những người học toán, chỉ đang vận dụng kiến thức ở mức nhớ và hiểu mà thôi. Nó là mức độ cực kỳ cơ bản. Còn để lên được tầm cỡ như Euclid, nghĩ ra được cả một mệnh đề như vậy thì là cực kỳ khó. Nó là một quá trình dày công nghiên cứu tìm tòi mới có thể cho ra đời những kiến thức như vậy. Bên cạnh bộ sách cơ sở thì Euclid còn một vài những tác phẩm xuất sắc cũng với chủ đề là toán học. Về các phép chia là một trong những tác phẩm nổi tiếng khác của ông. Về các phép chia chủ yếu phân tích bài toán sử dụng những đường thẳng để chia cắt mặt phẳng thành những phần khác nhau theo một tỷ lệ cho trước. Các tác phẩm khác gồm có Phenomena, nghiên cứu về thiên văn học và hình cầu, hay Quang học là tác phẩm của Euclid về nguyên lý cơ bản của phản xạ trong các bề mặt hình cầu. Không chỉ vậy, ông còn có một số tài liệu bổ sung cho cơ sở, gồm 94 mệnh đề. Vừa rồi là chân dung của Euclid, nhà toán học lỗi lạc đã đặt nền móng cho sự phát triển của toán học hiện đại. Những thành quả của ông vẫn còn được áp dụng rộng rãi cho đến ngày nay, và trong suốt một khoảng thời gian dài khoảng hơn 2.000 năm, từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, thì cứ hệ nhắc đến hình học là người ta sẽ nghĩ ngay đến hình học Euclid, và ngược lại, nhắc đến Euclid là người ta sẽ nghĩ ngay đến hình học. Điều này cho thấy được tầm ảnh hưởng của Euclid là lớn đến như thế nào. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, subscribe cũng như ấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.